Hello, chào các bạn nha. Chào bạn nha. Hôm nay anh em tụi mình sẽ review mấy cái súng của anh em tụi mình nha các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Cho chú dưới cây nào cũng giữ tên nha các bạn. Giờ review cây nào tước cho mày? Để bác đi. Cây để bác màu xanh này khá là đẹp luôn nha các bạn. Và cái đầu này là cái đầu ống nhắm nha các bạn. Ví dụ là nhìn liếc của bác mà nhìn người ở đằng đó mà trong ống nhắm này quất cái là vô đầu nha các bạn. Để mình giờ lấy mảnh thêm nha. Ui, bài xà lắm nha các bạn. Khá là ok. Ê, nó nổ rồi kìa mày. Thôi, bỏ qua bên. Giờ tiếp theo tới cây cung đi. Cây cung nha các bạn. Đây, có đèn tia laser đó nè. Có đèn tia laser nha các bạn. Nhưng mà tia laser này kiểu như nó hết pin rồi các bạn ơi. Pin rồi. Bắn chuẩn lắm nha. Tại vì cung tên mình bắn đâu lạc tên rồi. Dạ. Cây cung này bắn cũng khá là chuẩn nha bạn. Nó có độ hít nha. Bỏ qua đi. Rồi tiếp theo là cây này. Lúc trước mình có solo với anh kia mà bằng súng mặt đỏ các bạn. Mình có cầm cái súng này. Ông nhắm này nhắm hơi bị chuẩn luôn nha các bạn. Mình nhắm yêu cầu mà canh ngay liếc kỹ cái là bắn cái là túng, bắn cái là túng. Chầu gì cây này nha các bạn. Khá là chuẩn. Giờ cái đồ bự này là không phải là để bắn ra đâu bạn. Cái đồ bự này là để chứa hạt nở. Mình bắn xong rồi chế hạt nở vô đây. Cứ bắn hoài vậy đó. Đó, bỏ qua bên đây. Đây. Cái súng đạn đỏ nha các bạn. Khá là mạnh. Súng này bắn cũng hơi bị thốn nha các bạn. Tại súng đạn đỏ mà, đạn lớn mà. Nhưng mà giờ chưa có pin các bạn ơi. Thì thôi, bỏ bông đi, tới cây khác. Đây, tới cây Sabot 12 nha các bạn. Cây này bắn cũng khá là ngon. Gặt cái là bắn nhưng mà có điều cái gặt cái kéo này xuống, rồi nhét đạn vô đây, rồi kéo lên, rồi bật cái này lên được, khá là cực. Nhưng mà bắn rất là ok nha các bạn. Giờ đây có mấy bạn hỏi cây súng hạt nở mà nào mà bắn nhiều đạn nhất là cây này nha các bạn. Vừa là cây súng ngòi mà vừa cũng là cây súng đạn nhiều nhất luôn này. Tại vì cái bọng này nó bự, nó chứa rất là nhiều đạn nha các bạn. Bây giờ bữa hổm đâu là mình vô đầy cái băng này là mình quay từ đầu clip tới cuối clip được luôn nha bạn. Vừa bắn mồi cho bên kia và vừa bắn vào bên mình luôn nha bạn. À, nói gì độ xịn chắc là cây này xịn nhất. Bỏ qua bên đây. Ê, quên nữa. Cây đó còn có chức năng hay lắm các bạn ơi. Nãy giờ mình quên nói với bạn nữa. Cây này là có chức năng rất là đặc biệt, không có cây nào có nha bạn. Đây bạn thấy này không, bạn kéo nó ra, bây giờ không có pin kéo không được, bạn kéo nó ra, các bạn bóp cái là nó văng ra y chang như là scroll nha các bạn, bắn cái là ra rất là nhiều viên luôn. Đây, cây này cũng vậy các bạn, nhẹ hiều gọn gàng, nhẹ rất là dễ sử dụng nha các bạn. Cái này cũng có nữa, cây này cũng có nha các bạn, gài lên đây. Cái là nó văng ra nhiều viên giống như school nha các bạn. Và đây ông cầm 6 nòng nha các bạn. Khá là đẹp nha các bạn. Và cuối cùng tới 2 con cọp. 1 SK nha các bạn. Cây này sát thương nó khá là lớn nha các bạn. Bắn vào người có thể đỏ, chảy máu luôn nha các bạn. Ghê hả? Bắn vô cây chuối mà gần gãy luôn á. Này các bạn nghe cái hơi đó nè.
Dạ, chỗ để pin đây nha các bạn. Đây, dây điện. Giờ tiếp theo là cây này nha các bạn. Nó, tại nó yếu pin thôi chứ cây này thật sự ra là cây này là mạnh nhất trong súng mà mình thấy luôn nha các bạn. Các bạn nghe vậy thôi là cũng đủ hiểu rồi. Dạ cũng khá là đẹp nha các bạn. Rồi, ok. Và chưa, các bạn chờ mình xíu đi, mình lấy cái món đồ này ra còn dữ hơn các loại súng nữa. Chờ 5 phút nha các bạn. Giờ đây, vũ khí tối tân nhất nha các bạn. Đó, các bạn thấy kinh khủng chưa? Đó, cái này rất là tối tân nha các bạn. Mà nó chỉ là cục sạc dự phòng nha các bạn ơi. Trời ơi. Nói nãy giờ vui thôi, chứ cái này là cũng mà anh hai mình làm khá là giống nha các bạn. Đó, giống y chang như tay bơm hiện giờ không? Nhưng mà suy ra đó là cục sạc dự phòng nha các bạn. Rất là đẹp. Giá của nó rẻ lắm các bạn ơi. Có 5 nè, 5 sĩ á. Vậy thôi, video này mình đến đây cũng dài rồi. Nếu các bạn vô được hay, để cho anh một like và một đăng ký kênh nha. Xin chào tất cả các bạn. Chào bạn.